Các loại rau, củ, quả là một phần rất quan trọng trong hệ dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Ngoài ra, việc giúp trẻ ăn đủ các loại thực phẩm này còn giúp giảm nguy cơ trẻ bị thừa muối trong các bữa ăn hàng ngày. Hãy cùng chuyên gia hướng dẫn cách sáng tạo giúp trẻ ăn rau, hoa quả trong bữa cơm tại gia đình và trường học. Các bạn nhỏ khi mà ở nhà thì thường ba mẹ gặp khó khăn khi mà cho các con ăn rau. Nhưng khi đến trường thì hàng ngày chúng tôi chuẩn bị các cái loại quả khác nhau như là cam, quýt, táo hay là chuối hay là khoai lang, rồi rất là nhiều các cái loại rau củ quả khác nhau để cho các con được làm các cái hoạt động cắt cam này, vắt cam này, các con tự thưởng thức thì các con cũng sẽ thấy rằng là cái việc mà các con được tự làm ra những cái món ăn, những cái đồ ăn đó, hoặc là các con được cảm nhận về cái hương vị của các cái loại đồ ăn đó thì cũng giúp đỡ cho các con dần dần cải thiện cái thói quen ăn uống của mình. Hoa quả thì sẽ hỗ trợ bổ sung thêm vitamin C và các cái vi chất để hỗ trợ cho hấp thu sắt kẽm trong cái bữa ăn của trẻ. Khi mà trẻ mà có cái hàm lượng vitamin C, ví dụ như đủ cái định lượng rau củ quả, nếu như mà cái bữa ăn của mầm non ấy có món xào, món luộc được hỗ trợ thêm thì sẽ đảm bảo đủ cái lượng rau củ quả, cộng thêm món tráng miệng thì sẽ đủ cái lượng vitamin C và sẽ hấp thu các cái chất dinh dưỡng như là sắt kẽm sẽ tốt hơn. Cái cách là mình chế biến làm sao cho trẻ thích ăn rau ở nhà, đặc biệt là trẻ em tiểu học thì là thường là ăn theo bữa ăn của gia đình, ít khi mà được chế biến riêng theo cái cách của trẻ em. Chúng ta cần có cái cách cắt thái riêng này, có thể là vẫn phải nấu nhừ hơn một chút với những trẻ mà mới bắt đầu bước vào giai đoạn tiểu học, và chúng ta phải phối hợp các loại thực phẩm. Bố mẹ thì thích ăn rau bí xào, rau muống xào tỏi, nhưng cái vị đấy thì nó hơi ngái ngái với trẻ em, thì rau muống chúng ta có thể cho một chút cà rốt cho vị nó mềm hơn, cộng với xào thịt bò, hay là cải ngọt thì chúng ta xào tôm, rồi là chúng ta cho một ít nấm, hoặc là xào tôm với cà rốt thì cái món ăn nó sẽ mềm hơn và nó dễ ăn hơn và cũng giúp cho giảm cái lượng muối, bởi vì khi mà chúng ta phối trộn các cái loại thực phẩm thì tự là cái vị của cái món ăn nó sẽ ngọt hơn và giảm cho chúng ta không phải cho nhiều gia vị để hỗ trợ nữa. Với mỗi độ tuổi, trẻ có những nhu cầu và khả năng thích ứng với đồ ăn khác nhau. Ngoài nhu cầu vận động thể chất và tinh thần lành mạnh, việc ăn rau và trái cây tươi theo mùa sẽ giúp trẻ bổ sung vitamin và khoáng chất và giảm độ mặn trong bữa ăn hàng ngày. Là cũng có rất là nhiều bạn nhỏ khi đến với trường học là các bạn cũng đã cải thiện được việc ăn uống. Ở nhà thì chỉ ăn cơm với canh thôi hoặc là chỉ ăn cơm không thôi. Nhưng sau một khoảng thời gian các con đồng hành cùng với các cô thì các cô đã dẫn dắt các con và mời mọc các con cũng như là dỗ dành để các bạn cảm thấy rằng là những cái món ăn ở trường rất là hấp dẫn và thú vị.